cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế đặc biệt nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị đừng bỏ lỡ. Hãng thông tấn TASS đưa tin kế hoạch quân sự của Nga sẽ hoàn thành vào năm 2024 với việc lực lượng Nga đánh bại hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine. Theo chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat Alaudinov, Nga sẽ có thể tiêu diệt lực lượng vũ trang Ukraine mới tập hợp. Ông nói thêm rằng Nga có một nguồn lực quân sự đáng kể. Sĩ quan này nói, tôi sẽ không rời xa những gì tôi đã nói trước đây. Tôi tin rằng năm 2024 này sẽ kết thúc với chiến thắng của Nga. Ông Alaudinov Al cũng cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết định. Ông hứa sẽ làm mọi cách để đảm bảo hoạt động quân sự kết thúc vào năm 2024. Theo Alaudinov, Al người chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat, quân đội Nga tiếp tục kiểm soát tình hình hoạt động. Lực lượng Akhmat được cho là có tới 4.000 thành viên. Một số nguồn tin cho rằng hơn 13.000 tình nguyện viên từ các khu vực khác nhau của Nga đã gia nhập đơn vị này. Trước đó, họ đã trải qua khóa huấn luyện chiến thuật và hỏa lực tại Đại học Lực lượng Đặc nhiệm Nga ở thành phố Gudermes của Cộng hòa Chechnya. Chỉ huy Alaudinov Al cho biết akmat đã thích nghi với việc triển khai lực lượng ở khu vực Kharkov. Chỉ huy akmat cho biết thêm, nhiệm vụ chính là rời khỏi khu vực đã đóng quân trước đó và tiến vào các vị trí phải đảm nhận nhiệm vụ cũng như mở rộng mạng lưới liên lạc. Tất cả những điều này đã được thực hiện các đơn vị của chúng tôi đã tham gia vào các hoạt động tấn công trong khu vực. Ở diễn biến khác, phát biểu với các hãng thông tấn quốc tế ngày 5 tháng 6 bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg SPIEF, ông Putin tiết lộ rằng ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông nói rằng ông đã trả lời, nếu bạn muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí. Sau đó trong 2 đến 3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Ông Putin đưa ra bình luận này trong bối cảnh việc phương tây tăng cường viện trợ quân sự cho ukraine có nguy cơ làm mở rộng xung đột ông putin gợi ý rằng khi mỹ và các đồng minh cung cấp cho kiev đạn dược tầm xa nhắm vào lãnh thổ nga moscow có thể đáp trả bằng cách cung cấp vũ khí tương tự cho một nước khác có thể sử dụng chúng để tấn công những người ủng hộ ukraine cho đến nay mỹ là nhà cung cấp phương tây lớn nhất của ukraine ông biden đang tìm cách tái tranh cử vào cuối năm nay trong cuộc chạy đua với đối thủ đảng cộng hòa donald trump người đã cam kết chấm dứt xung đột nga ukraina trong vòng 24 giờ bằng cách buộc lãnh đạo của cả hai nước ngồi vào bàn thương lượng. Khi được hỏi chiến thắng của ông Trump vào tháng 11 tới có thể ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Mỹ ở Ukraine, ông Putin cho biết điều đó sẽ phụ thuộc vào việc liệu chính quyền mới có ưu tiên lợi ích của người dân nước mình hay không thay vì các lực lượng phá hoại của chủ nghĩa tự do toàn cầu. Phát biểu với truyền thông bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, SPIEF tổng thống nga vladimir putin cho biết học thuyết hạt nhân của nga cho phép sử dụng những loại vũ khí hạt nhân nếu sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc chủ quyền của đất nước bị đe dọa chủ nhân điện kremlin nói vì lý do nào đó phương tây tin rằng nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân chúng tôi có học thuyết hạt nhân hãy xem nó nói gì nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi chúng tôi cho rằng chúng tôi có thể sử dụng mọi biện pháp theo ý mình không nên xem nhẹ điều này Ông Putin cũng tuyên bố ngay cả vũ khí hạt nhân trên chiến trường của Nga cũng mạnh hơn nhiều so với những gì Mỹ đã sử dụng để chống lại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Chủ nhân điện Kremlin cảnh báo các quy định của phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga là một bước gia tăng căng thẳng nghiêm trọng. Ông cho rằng những vũ khí như vậy sẽ phải được điều khiển bởi các hệ thống binh sĩ phương Tây. Ông Putin nói rằng Việc Ukraine phóng tên lửa Atac MS hoặc Storm Shadow nhằm vào Nga có thể dẫn đến phản ứng cứng rắn hơn từ Moscow. Đồng thời nhấn mạnh, Nga sẽ nâng cấp hệ thống phòng không và hủy diệt chúng. Nếu ai đó cho rằng có thể đưa vũ khí như vậy đến vùng xung đột để tấn công lãnh thổ Nga và gây rắc rối cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không có quyền gửi vũ khí cùng loại đến những khu vực trên thế giới nơi có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở nhạy cảm của các quốc gia chống lại Nga? Ông Putin cũng bác bỏ tuyên bố của phương Tây rằng Nga đang khua thanh gươm hạt nhân. Chỉ ra Mỹ là quốc gia duy nhất từng triển khai vũ khí hạt nhân trong chiến tranh khi ném bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Đồng thời, Tổng thống Putin cũng bác bỏ một số đồn đoán cho rằng Moscow đã lên kế hoạch tấn công vào NATO nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Ông nói rằng ý tưởng này là một điều nhảm nhí. Theo ông, đây là cách các lãnh đạo phương Tây theo dệt lý do nhằm thuyết phục công chúng ở quê nhà tiếp tục ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông cảnh báo đừng biến Nga thành kẻ thù, điều đó chỉ khiến các vị tổn hại thêm. Trước đó, một số quan chức phương Tây cho rằng Nga có thể tấn công các nước NATO trong vòng 5-8 năm tới nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định hiện có một số dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột lớn với NATO trong đó có việc tăng quy mô sản xuất quốc phòng. Báo anh cho biết kịch bản nóng mà Mỹ và khối quân sự NATO vạch ra, đó là xảy ra chiến tranh ở châu Âu trong một động thái nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. Về lý thuyết, binh sĩ Mỹ có thể đến một trong năm cảng được chỉ định và sau đó được vận chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đã định trước trên lục địa già. Theo kế hoạch, lực lượng Mỹ sẽ đổ bộ vào Hà Lan và sau đó được đưa đến Ba Lan qua Đức bằng tàu hỏa. Bên cạnh đó, nhiều thỏa thuận đang được thực hiện ngầm nhằm mở rộng các tuyến đường đến các cảng khác, nhằm đảm bảo đường liên lạc trên mặt đất không bị lực lượng Nga cắt đứt. Nếu lực lượng NATO tiến vào từ Hà Lan bị Nga bắn phá hoặc các cảng ở Bắc Âu bị phá hủy, liên minh này sẽ chuyển trọng tâm sang các cảng ở Ý, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ các cảng của Ý, lực lượng Mỹ có thể được vận chuyển bằng đường bộ qua Slovenia và Croatia tới Hungary, quốc gia có trung biên giới với Ukraine. Các kế hoạch tương tự được đưa ra nhằm vận chuyển lực lượng từ các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp qua Bulgaria và Romania để tiếp cận sườn phía đông của NATO. Các kế hoạch cũng đang được soạn thảo để vận chuyển quân qua các cảng ở các nước vùng Balkan, cũng như qua Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Báo cáo cho biết, trong các hành lang này, quân đội các quốc gia sẽ không bị hạn chế bởi các quy định địa phương và sẽ được tự do vận chuyển các lô hàng quân sự và vũ khí mà không bị hạn chế thông thường. Cuộc xung đột Ukraine đã chứng tỏ các căn cứ hậu cần của Kiev, đặc biệt dễ bị tấn công chính xác bởi Nga. Giáo sư Steven Gazik, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu châu Âu ở Belgrade nói, Thực tế, hành lang trên bộ tại châu Âu mà Mỹ và NATO muốn chuẩn bị sẵn chính là một xe gần quân sự ở châu Âu, giống như xe gần chính trị, đảm bảo sự di chuyển liên mạch trên khắp châu Âu. Schengen là một khu vực gồm 27 quốc gia châu Âu thực hiện chính sách khu vực tự do an ninh công lý của Liên minh châu Âu. Ông Gazik cho biết, tôi không ngạc nhiên khi NATO và Mỹ muốn tạo ra một Schengen. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, lần cuối cùng chúng ta có một khối Schengen châu Âu kiểu này là nước Đức thời Hitler và khi đó châu Âu bị chiếm đóng. Trung tướng Alexander Sonfran, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Hậu Cần của NATO Zosek, tuyên bố với Reuters, chúng ta sắp hết thời gian, những gì chúng ta không làm được trong thời bình sẽ không sẵn sàng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chiến tranh. Thông tấn Anh tiết lộ, ban lãnh đạo liên minh hiện đang đàm phán về việc tạo ra các hành lang quân sự trên khắp châu Âu trong khuôn khổ hệ thống Schengen quân sự kết quả của cuộc đàm phán có thể được công bố trước hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của NATO. Giáo sư Gazik nói, tôi nghĩ rằng năm mà chúng ta đang ở, 2024, rất rủi ro vì NATO cảm thấy mối đe dọa hiện hữu với tư cách là một tổ chức quan liêu. Nếu ông Trump thắng cử, ông ấy có thể đưa Mỹ ra khỏi NATO. Trong nhiệm kỳ tổng thống trước đó, ông Trump liên tục đặt câu hỏi về lý do căn bản đằng sau việc duy trì liên minh thời chiến tranh lạnh. Theo Gazik, các nhà lãnh đạo NATO sẽ làm mọi thứ kể cả mọi hình thức khiêu khích chống lại Nga, để ngăn ông Trump rời khỏi liên minh trong trường hợp ông giành chiến thắng. Theo dữ liệu từ Flyradar24, trang web theo dõi chuyển động của máy bay và các vật thể trên không cho biết, máy bay trinh sát không người lái UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã xuất hiện trên biển đen với tổng thời gian nhiều gấp 2 lần so với bình thường. Các chuyên gia quân sự Nga nhận định, sự gia tăng thời gian bay trên biển đen cho thấy UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã không thể thu thập và truyền dữ liệu thông tin cần thiết trong thời gian ngắn. Nguyên nhân có thể là do hoạt động hiệu quả của các hệ thống tác chiến điện tử EVK của Nga đã gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ trinh sát của RQ-4B Global Hawk, buộc những chiếc UAV này phải kéo dài thời gian hoạt động trên biển đen. Được biết, Flyradar24 đưa tin một máy bay trinh sát không người lái Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk của Mỹ có số đuôi 102045, ký hiệu Fortel đã cất cánh từ sân bay Catania trên đảo Sicily của Italia, sau đó bay qua không phận của Hy Lạp và Bulgari đến Biển Đen. Chuyến bay của UAV RQ-4B Global Hawk này được hơn 5.000 người dùng theo dõi trước khi biến mất trên màn hình. Bình luận về vấn đề này, chuyên gia quân sự Nga Dmitry Drosdenko cho biết sự gián đoạn của RQ-4B Global Hawk trên Flightradar 24 nhiều khả năng do UAV đã tắt bộ thu phát tín hiệu ông cũng không loại trừ khả năng máy bay không người lái mỹ thay đổi lộ trình trong quá trình trinh sát crimea trong khi đó đã xuất hiện nhiều thông tin nói về khả năng nga sẽ bắt đầu bắn hạ máy bay trinh sát không người lái của nato trên bầu trời biển đen nhằm hiện thực hóa việc lập vùng cấm bay nếu diễn biến trên trở thành sự thật đây sẽ là phản ứng nghiêm túc và cứng rắn nhất của nga đối với các hành động mang tính thủ địch của liên minh quân sự nato trong khu vực biển đen việc lập vùng cấm bay nhằm đáp trả hoạt động ngày càng dày đặc của các máy bay không người lái thuộc nhiều quốc gia nato gần biên giới và những cơ sở quân sự của Nga. Với những gì diễn ra, khả năng ra quyết định bắn hạ UAV trinh sát NATO được coi là biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, đảm bảo an ninh đất nước và lực lượng hàng không vũ trụ sẽ chịu trách nhiệm thực thi. Hoạt động của máy bay không người lái NATO tại Biển Đen bị Moscow coi là sự liên quan trực tiếp của phương Tây và cuộc xung đột Ukraine, trong khi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương luôn phớt lờ mọi cảnh báo mà Điện Kremlin đưa ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hai sự kiện ở Pháp và Ý. Thông tin về hai cuộc gặp sắp tới của ông Biden và ông Zelensky đã được Nhà Trắng tiết lộ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết trong tuần này ông Biden sẽ có dịp ngồi lại với Tổng thống Zelensky khi Tổng thống Mỹ tới Normandy. Pháp dự kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ đi đây trong Thế chiến 2 ngày 6 tháng 6 năm 1944, ngày 6 tháng 6 năm 2024. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tình hình ở Ukraine và cách thức Washington có thể tiếp tục và tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Ông Biden cũng dự kiến gặp ông Zelensky tại cuộc họp của G7 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 tại Paris của Ý. Nội dung trao đổi tập trung vào việc sử dụng các quỹ bị đóng băng của Nga để hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine. Ông Sullivan nói với báo giới, trong vòng hơn một tuần qua, Tổng thống Biden sẽ có hai cuộc gặp thực chất với Tổng thống Zelensky. Phát ngôn này diễn ra trong bối cảnh vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Thay vào đó, ông sẽ cử Phó Tổng thống Kamala Harris và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đến Thụy Sĩ. Cụ thể, Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tham dự cuộc họp ở Lusanne, Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 6. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ có mặt tại buổi gây quỹ tranh cử ở Los Angeles do các diễn viên George Clooney và Julia Roberts chủ trì. Phát ngôn viên của bà Harris, bà Kirsten Allen cho biết, Phó Tổng thống sẽ nhấn mạnh cam kết của chính quyền Biden, Harris trong việc hỗ trợ nỗ lực của Ukraine nhằm bảo đảm một nền hòa bình công bằng và lâu dài dựa trên chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như các nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc. Bà Keaton Allen cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tái khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Ukraine khi họ tự bảo vệ mình trước sự gây hấn của Nga. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ tham gia cùng bà Harris với tư cách là thành viên phái đoàn Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị, Thụy Sĩ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 nhằm xây dựng sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế đối với các đề xuất hòa bình của tổng thống Zelensky, bao gồm cả việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine. Văn phòng tổng thống Zelensky cho biết 107 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia hội nghị, bao gồm các đồng minh phương Tây của Ukraine và các quốc gia từ Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông. Tổng cộng Kiev đã gửi lời mời tới khoảng 160 quốc gia và tổ chức. Quan chức cấp cao Mỹ hôm 5 tháng 6 nói rằng Nga đang có kế hoạch điều tàu chiến và máy bay đến diễn tập hải quân ở vùng Caribe, thuộc khu vực được coi là sân sau của Washington. Theo nhận định các chiến hạm có thể cập cảng Cuba và Venezuela trong mùa hè này. Quan chức này cho hay đây là một phần trong đợt diễn tập quân sự thông thường của Nga Chúng tôi dự đoán họ sẽ tăng cường hoạt động của hải quân và không quân gần nước Mỹ, kết thúc bằng cuộc diễn tập hải quân quy mô toàn cầu vào mùa thu. Đây là những động thái nhằm thể hiện Nga vẫn có khả năng triển khai sức mạnh quân sự khắp thế giới. Washington không coi đây là động thái mang tính uy hiếp, nhưng hải quân Mỹ sẽ triển khai lực lượng giám sát cuộc diễn tập. Quan chức Mỹ nói, Nga điều động tàu chiến đến Tây bán cầu hàng năm trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020. Hoạt động này sẽ tiếp tục diễn ra dù chúng có thể khiến hải quân Nga tiêu tốn nhiều chi phí. Giữa lúc họ chật vật duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu và thường triển khai những tàu chiến đã cao tuổi. Hồi tháng 2, cựu thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Pachusev đã gặp các đại diện của Bolivia, Cuba, Nicaragua và Venezuela tại thủ đô Managua của Nicaragua. Ông Pachusev dẫn đầu một phái đoàn của Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã đến Nicaragua. Trong những cuộc tiếp xúc, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác đầy đủ và toàn diện với các quốc gia nêu trên, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh. Ông Pachusev nhấn mạnh việc phát triển mối quan hệ hữu nghị với các đối tác quan trọng ở Mỹ Latin và Caribe tiếp tục là một trong những ưu tiên chính của Liên bang Nga. Trong cuộc họp kín được tổ chức tại Managua, ông Pachusev nêu bật tầm quan trọng ngày càng tăng nhanh của khu vực Mỹ Latin và Caribe đối với thế giới nói chung và đối với Nga nói riêng. Ông cho rằng một số quốc gia Mỹ Latin đang chịu áp lực từ bên ngoài. Do đó, Nga cần hỗ trợ các nước này thông qua chính sách phát triển và mở rộng tương tác trong lĩnh vực an ninh và hợp tác kỹ thuật quân sự. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đoàn kết, nỗ lực để cùng đấu tranh chống làn sóng chủ nghĩa thực dân mới. Theo ông Pachusev, mục tiêu chiến lược của Nga là tạo ra cơ chế hợp tác đa phương để lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố chủ quyền của các quốc gia Mỹ Latin và nâng cao vị thế của các nước này trên trường quốc tế